Và một chiếc laptop khi sử dụng công nghệ AI hỗ trợ tối đa phần mềm thì sẽ như thế nào? Và xin chào mọi người đã quay trở lại với Acom. MSI Gaming Sideboard 15 AI là chiếc laptop mới ra mắt đầu năm 2024. Đầu tiên thì với chiếc laptop này sử dụng con chip đó là Intel Core Ultra 7. Và tại sao nó gắn mác Ultra? Tại vì Ultra này nó sẽ hỗ trợ tối đa vào việc sử dụng công nghệ AI, cùng với đó là sử dụng những tác vụ liên quan đến AI và tối ưu hóa tần suất sử dụng của chúng ta. Cùng với đó là card đồ họa RTX 4050 sẽ cho chúng ta cũng như là hứa hẹn mang đến những tựa game hay là trải nghiệm mượt mà nhất khi chúng ta chơi game, học tập hay là render video. Và cùng với đó là bộ nhớ RAM lên tới 16GB và tốc độ xử lý lên tới 5600MHz. Với cái tốc độ xử lý như thế này thì ổ cứng cũng phải cao đúng không mọi người ơi, lên tới 512GB. Đấy, thì tha hồ mà chúng ta lưu trữ hay là tải những tựa game nặng và chiếm trên chiếc laptop này. Màn hình lên tới 15,6 inch cực kỳ rộng lớn cho chúng ta tha hồ trải nghiệm những tựa game, cũng như là màn hình Full HD này và tấm nền là IPS sẽ cho chúng ta nhận được cái màu sắc chân thật nhất khi chúng ta thiết kế hay render video, chơi game và đặc biệt là học tập. Nhìn chung thì chiếc laptop MSI Gaming Sideboard 15 AI là một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc trong phân khúc laptop gaming. Và cấu hình mạnh mẽ, tính năng gaming đầy đủ cùng khả năng nâng cấp linh hoạt sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của các game thủ trong thời gian dài. Và nếu đang tìm kiếm một chiếc laptop vừa chơi game tốt và vừa đủ mạnh để xử lý các tác vụ như đồ họa, render video thì chiếc laptop gaming MSI Sideboard 15 AI sẽ là một sự lựa chọn sáng giá. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã xem video review đến từ Minh Phong. Và một lần nữa xin mời các bạn cùng like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Acom nha.